Kính chào quý khán thính giả đang xem trên kênh Ngẫm Plus. Quý vị thân mến, mọi người trên thế gian này không ai giống ai, ai cũng có một diện mạo riêng. Ngay cả những cặp song sinh khó phân biệt khi còn nhỏ, mặc dù có gen giống nhau khi lớn lên, theo độ tuổi họ sẽ có nhiều điểm khác biệt, thậm chí là diện mạo khác biệt hoàn toàn. Tại sao lại như vậy? Đạo lý này rất đơn giản, bởi vì diện mạo hay tướng mạo của một người chính là sự biểu hiện ra bên ngoài của nội tâm, là biểu hiện của cái thiện và ác trong lời nói và hành động của con người đó. Có một lần, cố Tổng thống Mỹ Lincoln phỏng vấn một người đến ứng cử. Trợ tá của ông cho rằng người đó rất ổn, nhưng cuối cùng Lincoln đã không chọn người đó. Người trợ tá vô cùng tò mò nên đã hỏi Lincoln: "Ngài thấy người đó không có năng lực hay sao vậy ạ?" Lincoln chỉ trả lời rằng: "Tôi không thích tướng mạo của anh ta." Quan viên trợ tá không hiểu lại hỏi tiếp: "Có bề ngoài không đẹp cũng là lỗi của họ à?" Lincoln trả lời: "Khuôn mặt trước 40 tuổi của một người là do bố mẹ quyết định, nhưng khuôn mặt sau 40 tuổi lại do bản thân quyết định. Chỉ cần là người đã lăn lộn trong xã hội nhiều năm thì sẽ thấy lời nói của Lincoln không phải là không có lý. Người được rèn luyện, lăn lộn trong xã hội nhiều sẽ phát hiện ra kinh nghiệm của con người đều được thể hiện hết trên khuôn mặt của họ. Bất kể cuộc sống tốt hay xấu, nhân phẩm thiện hay ác đều được thể hiện một cách sinh động tinh tế. Khi chúng ta không phân biệt được thiện ác, khuôn mặt của chúng ta cũng sẽ biểu hiện ra tất cả, không thể che giấu được người khác. Đúng là như vậy, khuôn mặt của tuổi 20 là khuôn mặt trời sinh, khuôn mặt của tuổi 30 là do cuộc sống điều khắc nên, nhưng khuôn mặt của tuổi 50 chính là khuôn mặt mà chính bản thân bạn lựa chọn. Vì thế, một người trưởng thành là phải tự chịu trách nhiệm về tướng mạo của bản thân mình khi bắt đầu bước vào xã hội. Còn về vận may, phúc khí của một người, chỉ cần nhìn vào ngũ quan của người đó là bạn có thể biết được đại khái rồi. Cổ nhân có câu: "Mệnh do mình tạo, phúc tự mình cầu." Số mệnh do chính mình tạo ra, may mắn không phải tự nhiên mà do chính mình tích lũy mà có. Trong nhân tướng học, người ta cho rằng có thể nhìn nhận được một phần số mệnh của ai đó thông qua hình tướng bên ngoài của họ. Thực chất điều này là do tâm sinh tướng, ngoại hình của một người sẽ phụ thuộc vào tâm hồn, suy nghĩ bên trong. Vì vậy, thông qua vẻ bề ngoài, ta có thể nhìn thấy phúc khí của một người. Dưới đây là ba đặc điểm phản ánh vận mệnh của một con người. 1. Đôi tai biết lắng nghe. Đôi tai giữ vai trò lắng nghe. Tưởng chừng đó là điều hiển nhiên, nhưng trên thực tế, kỹ năng lắng nghe có thể quyết định sự thành bại của một người. Lắng nghe không chỉ giúp chúng ta thấu hiểu, kết nối, bồi đắp thêm nhiều mối quan hệ tốt đẹp, mà đó còn là việc lắng nghe cảm xúc bản thân, sắp xếp tốt suy nghĩ và kiến tạo thế giới nội tâm của chính mình. Có một câu chuyện như thế này. Một công ty điện thoại gặp phải một khách hàng rất khó tính cách đây vài năm. Anh ta không trả những khoản phí mà anh ấy cho là vô lý, viết bài đăng chê bai về dịch vụ của công ty, thậm chí trình đơn kiến nghị khiến danh tiếng của công ty bị ảnh hưởng nặng nề. Sau đó, công ty đã cử một nhân viên chăm sóc khách hàng đến gặp anh ta. Người nhân viên chỉ im lặng lắng nghe vị khách phàn nàn trong suốt 3 giờ đồng hồ. Anh ấy không bao giờ ngắt lời, giải thích hay ngụy biện. Ngay trước khi kết thúc chuyến thăm, người nhân viên đã thuyết phục được vị khách này thanh toán tất cả các hóa đơn trước đó chưa trả và cũng rút đơn. Rõ ràng kỹ năng lắng nghe là một điều vô cùng quan trọng và cần thiết trong cả công việc và cuộc sống. Nhà triết học Socrates đã từng nói: "Chúa ban cho con người hai tai và hai mắt, nhưng chỉ có một cái miệng để chúng ta nghe nhiều hơn và nói ít hơn." Bởi vậy mà theo nhân tướng học, những người có tai cao, vành tai to như tai Phật là những người biết lắng nghe, thường có tuổi thọ sống rất lâu, cực kỳ may mắn, dễ dàng có được mọi điều mình mong muốn. Những người này có số giàu sang, phú quý, tiền bạc dư giả, cuộc đời vô tư và sung sướng. 2. Miệng nói lời dễ nghe. Mọi người đều cho rằng phong thủy sẽ quyết định vận mệnh, nhưng thực ra, so với việc chú tâm sắp xếp bài trí nhà cửa cho hợp phong thủy, cái miệng của bạn còn thiêng hơn nhiều. Hay nói cách khác, cái miệng của bạn chính là phong thủy cuộc đời bạn. Người thế nào lời ra thế đó, lời nói sẽ thể hiện suy nghĩ cũng như con người bạn.
Bạn có thể không nói hết những điều mình nghĩ, nhưng tâm hồn bạn rạng rỡ hay u tối, bạn đơn thuần hay phức tạp, tất cả đều sẽ được thể hiện qua lời bạn nói. Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần nói dối là có thể che giấu được suy nghĩ thật sự trong lòng mình. Nhưng bạn nên biết, càng gặp người thông minh thì những trò lừa gạt của bạn càng mất tác dụng. Cho nên, tốt nhất hãy tu tâm dưỡng tính, nghĩ những điều lương thiện và nói những điều tốt đẹp. Tập được cho mình thói quen chỉ nói điều tốt đẹp, rồi tâm tính của bạn cũng sẽ tốt lên. Người tốt hay gặp quý nhân, bạn còn sợ làm người tốt không được trời thương hay sao? Nếu đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, thì cái miệng sẽ cho thấy bạn được dạy dỗ tốt đến đâu. Người ta nói người thế nào sẽ nhận được đãi ngộ thế ấy. Bạn có thể ăn mặc lịch sự, đầu tóc gọn gàng, trang điểm sạch sẽ, nhưng nếu mở miệng ra nói toàn những lời khó nghe, thì mọi người cũng khó mà tôn trọng bạn được. Bạn có thể cố gắng để tỏ ra mình thế này, thế kia, nhưng lời ăn tiếng nói sẽ tố cáo mức độ văn hóa của bạn. Người biết ăn nói hòa nhã, thân thiện, tôn trọng người khác, đặc biệt là với cả người thiếu thiện chí, mới thực sự là có giáo dưỡng. Chúng ta thường rất để ý đến phong thủy trong nhà, nhưng thực ra cái miệng của cha mẹ mới là phong thủy quan trọng nhất trong gia đình. Đứa trẻ lớn lên cùng những lời chửi mắng của cha mẹ sẽ sinh ra tự ti, ghét bỏ chính mình, thậm chí là phủ định bản thân. Chúng sẽ có một vài khiếm khuyết về mặt tính cách, dễ tổn thương, dễ xúc động và cũng dễ kích động hơn. Những điều này sẽ còn đeo bám đứa trẻ cả đời. Và dù căn nhà có hoàn hảo về mặt phong thủy đến đâu, tương lai của cả gia đình cũng chưa chắc đã tốt đẹp. Người biết sử dụng lời nói thông minh luôn toát lên một khí chất rất riêng biệt. Dù gặp nhiều chuyện không vừa ý, nhưng họ vẫn luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực. Tác giả Carnegie đã từng nói, tri thức của một người thành đạt chỉ chiếm 15% trong thành công của họ, 85% còn lại phụ thuộc vào các mối quan hệ xã hội. Nếu không để ý, những lời nói ra sẽ làm tổn thương người khác, khiến người khác tổn thương cũng khiến vận khí của chính mình bị hao hụt. Vận khí hao hụt, đương nhiên mọi việc trong đời khó mà suôn sẻ. Vì vậy, mỗi người nên rèn luyện ngôn ngữ khéo léo, tử tế và lương thiện để gặp được nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. 3. Đôi mắt tinh tường thế sự. Con người sống trong xã hội này, trải nghiệm càng nhiều, càng nhận ra chúng ta phải sở hữu đôi mắt nhanh nhạy, biết nhìn đời mới có thể sống thanh bạch, tự do, tự tại. Biết nhìn người không phải là nịnh nọt vuốt đuôi ngựa, không phải là nhập nhằng đúng sai, cũng không phải là giở trò mánh khóe, mà là nhìn rõ ràng, nhìn thấu một số người, một số việc. Đây là sàng lọc bạn bè và cũng là bảo vệ chính mình. Đối với người có ác ý, hãy giữ khoảng cách sau khi nhìn thấy những gì họ đã và đang làm. Đối với người biết đối xử chân thành với nhau, sau khi hiểu được những gì họ nghĩ và làm, chúng ta nên trân trọng và đối xử tử tế với họ. Đây là khả năng quan sát ngôn từ và sắc mặt, là năng lực của kẻ trí sống thông minh. Lòng người phức tạp, chúng ta phải học cách quan sát và phân biệt tốt xấu thiện ác. Bạn cũng phải giỏi sử dụng đôi mắt của mình để tìm những người cùng chí hướng và đồng hành với họ. Mặt khác, đôi mắt sinh ra không phải để nhìn chằm chằm vào điểm yếu của người khác, mà để chú ý tới điểm mạnh của họ. Đôi mắt khôn ngoan là đôi mắt biết nhìn ra điều hay và lẽ phải ở đời. Một người thực sự thông minh sẽ tập trung vào điểm mạnh của người khác, sử dụng điều này như một bài học để thay đổi suy nghĩ và cách làm của mình. Một hiệu trưởng trường vừa được bổ nhiệm đã lập tức tuyển dụng nhân tài vô điều kiện. Ông bao dung khuyết điểm của họ và trân trọng ưu điểm của họ. Ngay cả khi đối phương có những quan điểm chính trị mâu thuẫn với mình, ông cũng không để tâm. Dù chỉ là một thanh niên mới tốt nghiệp, ông cũng cố gắng mời về làm giảng dạy tại trường mình. Thế hệ đi trước cho rằng, người dùng thiện đối đãi nhất định sẽ nhận về những điều tốt đẹp. Sau này, trường học kia đã trở thành nổi tiếng và đào tạo ra rất nhiều học sinh tài năng. Mỗi chúng ta cần học cách dùng đôi mắt sáng suốt để quan sát ưu điểm của mọi người, bỏ qua những khuyết điểm của họ. Khi đó, bạn mới có thể gặt hái được những hạnh phúc tiềm ẩn. Điều đó không chỉ khuyến khích người khác, mang lại cho họ cảm giác được công nhận, mà còn khiến bạn trở nên đáng trân trọng hơn. Trong diện mạo,
Ngũ quan của mỗi người đều ẩn chứa các yếu tố có thể mang lại may mắn cho người đó. Nếu bạn tu đôi mắt, bạn sẽ có khả năng nhìn thấu tâm hồn. Nếu bạn tu đôi tai, bạn sẽ càng hiểu cách lắng nghe hơn, từ đó sẽ hiểu rõ đời người hơn. Nếu bạn tu cái miệng, bạn có thể kiểm soát được lời nói của mình, từ đó có thể kiểm soát được cảm xúc, không còn tùy ý nói những lời khó nghe. Cứ như thế, cuộc đời bạn sẽ trôi qua một cách tự nhiên đầy thuận lợi, tạo dựng được những mối nhân duyên tốt đẹp, phúc khí và may mắn theo đó mà tìm đến.